Vâng, mã khách từ Quảng Ninh lên 133 phố Trường Lâm, lấy chốt bộ combo loa W921 Pro, đẩy 7DC và con speeder 12. Vâng, anh đi từ 7 8 giờ sáng bây giờ đến nơi gần gần 1 giờ và anh đã test xong và bây giờ anh chốt bộ combo. Rất là cảm ơn anh. Đó, địa chỉ của bên em đây ạ, 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Bây giờ em đang ghép cho hai khách dưới Quảng Ninh lên này. Hai khách đi từ Quảng Ninh lên sang combo đơn giản hiệu quả. Với một con đẩy X7DSC và đôi la W921 Pro. Ghé các bạn thấy không ạ? Nó cực kỳ đơn giản thôi, gọn nhẹ. Thì chất âm rất hay. Đó, hai anh đi từ Quảng Ninh lên khá là xa. Bây giờ là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa hai anh mới đầu đi từ Quảng Ninh lên thì mới đến được 133 phố Trường Lâm. Nghe trải nghiệm combo W921 Pro X7DSC. Bây giờ từ dưới Quảng Ninh lên là đi mất mấy tiếng xe khách lên? Đi 7-8 giờ. 7-8 giờ sáng. 7-8 giờ sáng. Cũng khá. Đi cũng khá là vất vả đấy ạ. Mình đam mê mà. Đây lên xem cái bộ 921. Trải nghiệm trực tiếp của các anh thì bây giờ trước kia là chất âm nhé. Tăng volume lên một tí nhé, sang để các anh nhé. Đấy, tại vì em đang ghép cho anh là một cặp loa W921 trên bảng đồ này. Một đẩy X7DSC, một đĩa W919. Cái này chưa quay trầm nữa. Chưa có trầm anh ạ. Vâng, nhiều bác cứ tưởng là bên đang ghép trầm với đôi loa nhưng thực chất là đang ghép với duy nhất đôi loa P921 thôi ạ. Vì bát nó rất là sâu, nhiều bác tưởng ghép trầm nhưng không phải. Nghe ở ngoài rất là sâu, mềm. Nhạc rất chi tiết, rõ nét. Nếu như sản phẩm mà không có tác dụng thì tất cả mọi sự kỳ vọng cố gắng của em Hường là một phát bổ xong nhé. Nhạc rất tươi luôn ạ. Thì đây em xin anh em chia sẻ luôn cái cảm nhận cá nhân của hai anh khi mà trực tiếp mà được trải nghiệm nghe cái cặp loa W921 tại showroom của chúng em. Anh chia sẻ luôn cái ý kiến cá nhân cũng như cảm nhận của anh để cho anh em đam mê âm thanh đó. Anh em không có điều kiện đến được thì sẽ yên tâm hơn cũng như là cái đánh giá và khách quan về sản phẩm. Anh nghe anh lên quan điểm của mình. Lên quan điểm của mình. Nói chung là mình lên đây cửa hàng của mình cũng xem qua YouTube nhiều rồi. Vâng ạ. Nên đây chỉ là một thế để mình nghe thì là còn nữa mình đặt làm qua mạng cũng được. Chúng em vẫn gửi về nhưng mà các anh có điều kiện lên đây là đúng là thì tiện đây em gọi là anh em chia sẻ trực tiếp luôn. Khi mà trải nghiệm trực tiếp thứ nhất là nhìn thấy cái hình ảnh nó có thực tế nó giống như chúng em đưa lên trên hệ thống kênh không hay là về cái chất âm nữa thì cũng tiện đây anh có thể chia sẻ luôn để anh em yên tâm hơn. Đấy. Chúng là nhìn giống như cái hình ảnh đưa lên đấy và chân thực 100% luôn không màu mè gì không phải nhìn qua thì à đấy đấy nhìn ngoài đẹp hơn mà đẹp hơn còn về chất âm cái chất âm mà khi em phối ghép cái này mình gọi là đẩy ít bẩn đang nghe trực tiếp đấy cái quan trọng nhất là cái trải nghiệm chất âm trực tiếp ạ nó hay hơn so với khu chơi lên trên điện thoại của anh xem điện thoại TV không hay là nó như thế nào thì anh chia sẻ luôn. À, hai anh thấy thấy hay không? Ưng ý. Nói về trong cái khuôn tiền cấu hình combo này thì gần như là nó không có đối thủ. Bình đẳng là này, có thể trước con này cũng được. Rất là đẹp, hai anh rất là hài lòng. Đi từ Quảng Ninh lên không bỏ công. 4 tiếng thôi, 4 tiếng. Nghe trực tiếp thì rất là hài lòng về combo live với cái 921.
phân khúc gia đình. Đây các bác có thể nhìn ngắm đơn giản đấy ạ, X7 này, VK921 này và tặng bộ mic VK49 đó. Thì đây bộ này là bên này bán rất là tốt này, bán rất là chạy vì nó vừa đơn giản nó vừa hiệu quả còn lại hay. Anh em test một đoạn nhạc DJ cho hai bác khách trải nghiệm thực tế. Dòng loa chơi đa năng các bạn, chơi tất cả các dòng, nghe mic, hát karaoke rồi chơi nhạc vàng bolero, rất là tuyệt vời. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là đến 133 phố Trường Lâm đến với JK Audio. Đó, rất hay. Rất ngọt ngào luôn ạ. Vâng, là tiết mục test nhạc karaoke, chúng ta sẽ đeo tai nghe cảm nhận nhé. Nghe test cho hai bác khách ở dưới Quảng Ninh đi lên với tôi là VK921 Pro 7 EC VK4 con 9. Bên em hướng dẫn nốt cho anh sử dụng con đẩy X7 DC. Bên em phải hướng dẫn đầy đủ, tận tình để các bác về làm chủ được thiết bị, nó dễ dàng. Đó, anh lấy thêm cho mình con Sofitter 12 nữa và đang phối ghép với con Lavica 921 Pro đẩy X7 DC, rất là đơn giản đấy ạ. Thêm súp thì nó nghe nó sâu hơn. Ngày hôm nay bên em tiếp rất là nhiều các đoàn khách từ các tỉnh thành đến 133 phố Trường Lâm. Sau khi hai bác khách test xong, bây giờ bên em đang đóng hàng cẩn thận và dán tem bảo hành niêm phong. Tất cả các sản phẩm bên em đều bảo hành 1 năm. Anh ngồi uống nước anh. Anh trên Vĩnh Phúc nhỉ? Đây một bác khách Vĩnh Phúc nữa vừa xuống đấy ạ. Ngày hôm nay em tiếp rất là nhiều các đoàn khách các tỉnh thành xuống tận nơi. Đó, đẩy X7 đối với VK921 Pro và Sofitter 12.
Đó, anh Trung ở Quảng Ninh, anh đi nhờ xe 16 chỗ lên tận Hà Nội lấy combo là VK921 và đây X7 DAC. Đó, anh tiết kiệm chi phí anh đi ghép xe. Đó, anh Trung đang đứng đây ạ. Sau khi mà đến nghe cũng như trải nghiệm tại showroom Zika Audio combo loa VK921 thì anh rất hài lòng, anh lấy cho mình chọn bộ combo. Và các bác và anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ cho bên em để được hỗ trợ tư vấn nhé. Anh Trung anh cũng được Zika Audio tư vấn và anh muốn lên Hà Nội đi chơi một chuyến và cũng tiện thể là vào lấy luôn bộ combo. Đó, thì combo loa VK921 đấy ạ. Và bộ mic VK49 và đẩy X7 DAC. Xe thì đỗ rất thoải mái, đường ở phố Trường Lâm rất là rộng rãi, xe nào cũng có thể đỗ được. Để chỉ bên em đây ạ. Trời hôm nay trời Hà Nội rất là đẹp, râm mát. Rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng ủng hộ Zika Audio nhé. Cần gì cứ gọi điện cho bên em hỗ trợ tư vấn ạ. Okay.